Rồi hello cả nhà, xin chào cả nhà, quay lại kênh cá coi Trần Đức Cường. Sáng nay mình ở nhà chuẩn bị bắt vài em cá đem xuống cho cái thả cá cho cái hồ của chú mình. Như bữa cái hồ mà vách thác bằng kính các bạn. Bây giờ cũng được hơn một tháng rồi đó, hơn một tháng rồi. Thì bây giờ mới cá của mình mới vừa về khoảng chừng được một tuần á, cá Việt thôi các bạn. Tại do dịch nên xe cộ đồ không có thông thương. Bây giờ mới chuyển xe về được, cá mình mới về hồ được một tuần rồi, thì mình dưỡng khỏe rồi, bây giờ nó ok hết rồi, nên bây giờ mình sẽ bắt vài em cá để xuống thả cho hồ của chú mình nha. Đây bây giờ cả hai cái hồ cá này, đây hai hồ cá lớn này của mình. Tại mấy cái hồ nhỏ mình dẹp vô trong một cái kho mới rồi, chuẩn bị mình sẽ làm một cái kho mới để đựng cá Việt riêng. Còn ở đây hai cái hồ chính này để mình tiếp khách khi mà khách ghé nhà mình ở đây ha. Rồi các bạn, ở trong video lần này mình có để một cái kẹt điện thoại, các bạn có nạp được thì các bạn comment bên dưới cho mình biết với nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được thông báo khi mình ra video mới nha. Rồi mời các bạn thêm xem tiếp video nào. Rồi các bạn, cá về thì mình dưỡng thì mình để trong một cái lồng. Các bạn thấy không? Mình để trong cái lồng này để cho nó, thứ nhất là nó khỏi nhảy ra. Đó. Còn về cá mà tại hôm nay mình thả xuống cho chú cá cũng khá là to các bạn, cá 40 cm, 45 cm. Thì khi mà cá lớn thì các bạn chịu khó vợt hai cái vợt, một cái vợt bằng vải chứa nước ở trọng để cá nó khỏi bị tức nha các bạn. Đó, các bạn bắt ra, các bạn bỏ vô một cái tăng. Để lát nữa mình bắt ra hết cái xong cái bỏ vô một cái tăng rồi cái mình quay cho nó đẹp hơn, mọi người đẹp hơn. Còn những cái em cũ nè các bạn, bữa có một số bạn hỏi là bây giờ có bán mấy em cũ ở trong hồ này không, thì cá mình về đây là để bán thôi các bạn, nhưng mà có điều là bây giờ xe nó chưa có chạy lại, xe khách nó chưa có chạy lại nên bây giờ mà khó vận chuyển lắm các bạn. Con trắng với con vàng nè. Con trắng đó, con trắng, con cam nó cũng được, thi đúng được, thi. Đang lựa bắt nó. Các bạn biết không, ở trong mỗi lần mà cá về bỏ vô trong cái rọng này thì mình sẽ bắt ra lấy cho khách được rất là dễ, hoặc là nói chung là muốn bắt nó ra rất là dễ. Chứ còn bữa mình bỏ trong cái hồ này các bạn là dí gần chết luôn, cái vợt, lấy cái vợt to đó nha, mà dí nó cứ chạy vòng này, cực kỳ là khó bắt luôn. Nên nó có ở trong một cái rọng này cũng rất là hay. Chắc kiểu này chắc vài bữa mình phải làm thêm từng rộng riêng quá. Vậy tính ra nếu mà đã làm qua hồ bự rồi mà còn để những cái rộng như vậy thì nó cũng không có hợp lý cho lắm, đúng không các bạn? Đúng rồi, con trắng mập đó, trắng ú ù luôn các bạn, ú ù đúng không? Tại do chú mình nên chú ruột của mình nên mình sẽ lựa cho những cái em mập ú ú, tại chú không có thích, nhưng mà do mình thích thôi. Tại chủ yếu là mình thích bắt con nào mình bắt con đó cho chú, chứ tại vì chú không có, giống như có mấy anh hỏi là ủa sao cái học có ba ngăn vậy, nó không có đủ tải, nhưng mà thật ra chú không có thích chơi cá, chú chỉ muốn chơi cảnh quan thôi. Còn cái kiểu mình là mình giống như Trang là mình chơi giùm chú vậy đó, mình làm lọc cho chú rồi mình bắt cá xuống cho chú luôn đó. Con vàng đó đúng rồi đó, thêm một con vàng. Mình sẽ bắt mỗi dòng một con, mỗi dòng một con cho nó lạ mắt tí ha. Mình chỉ thả cho chú khoảng chừng 4-5 con vậy đó thôi. Tại vì cái hồ chú khá nhỏ nhưng mà con cá này lại khá là to. 40 cm thì khá là to nên cái hồ chú cũng nói chung là nuôi cũng được, nhưng mà sợ bây giờ chú chưa có thích các bạn. Thêm con trắng đen đi, trắng đen. Ủa hồi nãy giờ có con ba màu nào chưa ta? Thôi bắt con sang ke này đi, con ba màu đó. Bên này đó, nó bay qua đó rồi, nó chỉ bơi qua đó rồi chứ bay gì. Con ba màu á, không phải con đó đó, đây nè, đó đó, không, bên này
cắn đỏ đen, cắn đỏ đen bên kia em đó. Rồi đây đó coi nè, còn cá nhỏ thì mình cũng mới về một ít rồi để dành cho khách ghé nhà, còn hiện tại thì vẫn chưa có chuyển giao xe đồ được nên mọi người thông cảm ha. Bây giờ ráng đợi xe khai thác nó chạy lại, chứ còn xe tải nó cũng ngâm hàng lắm. Để mà cá nữa, để khoảng chừng 2-3 ngày chắc nó tụi lũi luôn các bạn, nó bốc hơi luôn. Rồi đây cả nhà, hôm nay mình sẽ thả 5 em này xuống cho hồ của chú. Các bạn thấy trong góc này nó hơi tối nên bật cái đèn lên thì cá nó có vẻ sáng, thì nhìn nó rất là đẹp đúng không? Thì còn về cái chuyện đẹp xấu là mỗi người mỗi sở thích nha cả nhà. Cả nhà có thể thích em này, thích em cái em nọ đồ đó, mỗi người là có một sở thích. Nên mọi người có mua cá ủng hộ mình thì cứ chỉ cần nói là mình thích con ba màu, thích con màu trắng, thích màu vàng gì đó, thì mấy em bên nhân viên bên mình sẽ bắt ra rồi quay phim như thế này cho cả nhà cùng xem, rồi có thể mọi người cùng lựa cá. Ví dụ thì nói chung là mỗi người mỗi sở thích nên mình không có nói là cá đẹp cá xấu được, cá đẹp cá xấu thì tùy theo cái nhìn nhận thôi. Còn đây là những cái em mình thích, chính xác là mình thích, thì bây giờ mình sẽ đem xuống thả cho chú mình ha. Và cá này là cá Việt nha các bạn, size từ 35 tới hơn 40 kg đó, có con mập, có con dài đó, như con này nó bự các bạn thấy không, nó bự chà bá luôn đó. Bây giờ mình sẽ đóng bọc, tại giờ đi xuống chú cũng 2-3 cây số à, nhưng mà có điều là phải đóng oxy vô mới chở đi được, là xuống mình thả vô hồ luôn chứ mình không có quay lại nữa đó. Mình thì hay có thói quen mình sẽ kiểm tra mấy em này có tay bơi nè, có bị rách không nè, rồi có bị mủng ghẻ gì không, bị bệnh gì không đó. Thì cá về thì mình đã dưỡng một tuần, lúc đầu về thì nó hơi lạ, nước nó nằm đáy rồi, nhưng mà khoảng chừng một tuần cái mình đánh thuốc xanh nè để cho nó khỏe lại. Bây giờ nó khỏe lại, nó bơi, nó đòi ăn đùm lum hết, thì cái lúc này thì mình mới đi giao mới ok nha các bạn. Thì cả bản thân như chú mình hoặc là người ngoài hoặc là khách hàng của mình đều làm như vậy, nhưng mà dạo này thì mình ít làm rồi, có mấy em sale, mấy em bên nhân viên em làm giùm mình hết rồi đó. Mình sẽ tập trung vào đi quay hoặc là edit clip thôi đó. Rồi mọi người, bây giờ mình sẽ đóng oxy nó thôi, bóc đóng ra đi. Cái vợt này thì cái vợt nước này cũng dễ xài lắm cả nha. Mình chỉ cần bịt cái đuôi lại xong cái mình bỏ vô trong cái mình bắt vô thôi. Ví dụ những em nào mà làm quen rồi á thì bắt bằng tay, còn những em nào mới á thì sợ con cá nó nhảy hoặc là ấy thì bắt bằng vợt cho chắc. Còn làm lâu rồi thì em bỏ cái miệng sát xuống một xíu đó, đúng rồi. Để cho nó trượt xuống. Đó, để sát vô cái thành để bắt vô cho dễ. Nhưng mà ý là đó là số lượng ít thôi, với lại cá cũng cá to nên mình phải kỹ tí, mình nhẹ nhàng tí chứ không nó quảng đó các bạn. Nó tóc đầu tóc đồ hết thì cái vảy nó mất đi thì nó xấu lắm. Đó, nên mình phải kỹ nó tí. Có một em nó vảy rộng mà vảy nó ở trên lưng và bên hông thôi. Còn em Yamam. À, em này lại Matsuba thôi, Matsuba. Cá mà nó dãy thì thôi quá trời. Quay vòng nó là bắt được. Đó, rồi, nó chóng mặt rồi đó. Hốt vô. Rồi, ok. Rồi, đóng oxy nó lại. Bơm oxy đóng nó lại là ok.
Rồi các bạn, bây giờ mình đã thả cá xong rồi, để mình chia sẻ lại cái vụ thả cá mới về ha. Ví dụ như cả nhà mình nhận cá, cái bao cá về, thì các bạn bỏ cái bao cá xuống nước cho nó hòa cái nhiệt độ giữa cái bao cá và cái nước mới của mình. Nó hòa khoảng chừng trong vòng nửa tiếng là nó chung cái nhiệt độ rồi đó. Thì lúc đó mình mở cái bọc cá ra, mình múc nước ở trong cái hồ, mình đổ vô trong cái bao. Cứ khoảng chừng 5 phút mình múc một lần, mình múc khoảng chừng 3-4 lần cho nó nước nó đều với nhau rồi đó. Nó đều với nhau thì khoảng chừng tốn thêm nửa tiếng nữa là bắt đầu mình bắt con cá ra. Mình bắt con cá ra để cho nó lúc đó nó quen nước rồi thì nó sẽ không bị sốc nước nha các bạn. Tại cái vấn đề sốc nước thì khoảng chừng 1 ngày tới 3 ngày con cá nó chết. Thì lúc đó thì rất là tội nghiệp mấy em cá ha. Còn về cái hồ này để mình quay sơ lại về cái hệ thích hồ và nói lại cho các bạn về cái hệ thống lọc, để cho những anh em chị em nào chưa coi được những cái clip trước của cái hồ này á thì cũng nắm rõ được cái hồ ha. Chúng mình thiết kế cái hồ thì nó nằm giữa hai cái phòng ngủ, trên ở trên là có một cái giếng trời xuống để lấy cái không khí thoáng vào cho trong nhà nó mát. Cái hồ thì có diện tích là dài 3 mét, ngang 2 mét, sâu là 70 cm là cái diện tích của cái hồ. Còn diện tích nước á, thì nó thấp xuống 10 cm là khoảng chừng 60 cm nước. Thì tính luôn cả lọc luôn là cái hồ khoảng chừng 4.2 nước. Thì cắt ra 1/3 của cái hồ để làm cái hệ thống lọc. Tại vì có một số anh chị em nói là cái lọc này nhỏ so với cái hồ. Thì như những cái clip trước mình có chia sẻ là chú chưa có biết nuôi cá, chỉ làm cái cảnh quan rồi cho nó mát trong nhà thôi, với lại làm lọc để cho nước nó trong để mình thả vài con cá chơi thôi. Thì có ống hút đáy là 90, ống hút mặt là ống hút đáy là ống 60 một ống, ống hút mặt là ống 60 một ống, đi về ô lắng số 1 thôi. Dạ, cái ô lắng số 1. Đây. Ô lắng số 1 này thì chứa đèn UV nè, chổi nè, và cái ống cấp nước vào. Và đi qua chổi, sau khi ba cái ống nước nó đụng đèn UV nó đi qua chổi, xong nó sẽ đụng ba cái ống 90. Không, sẽ đụng ba cái ống 90 nè các bạn. Ba cái ống 90 này sẽ đi qua ô số 2 ha. Để xuất. Cái nắp bằng nhựa này thì nhưng mà có sắt nên nó nặng lắm các bạn. Qua ô số 2 thì cái ô số 2 thì mình chứa là hai cái vách ngăn là bằng xi măng, còn ở giữa là mình đổ phun đá lông vũ nha các bạn, phun đá lông vũ. Tại vì nước mà nó qua cái ô số 2 này thì nó khá là trong rồi. Rồi tới qua ô số 3 thì mình đang bật cái máy bơm nó mạnh á. Nó mạnh để cho cái hút mạnh, cho cái luồng nó xoay mạnh. Thì cái ô số 3 này thì mình đang chứa máy bơm Feriha dòng BB 16.000 lít trên giờ. Và trước khi qua cái bơm thì nó có qua một cái túi sứ nữa nè. Nó có một cái túi sứ rồi qua máy bơm. Và máy bơm ra ống 42 là ống luồng. Còn có lên một cái thác kính này là ống 27 nữa nha. Thì cái ống thác kính thì lâu lâu mới bật thôi, cũng ít khi bật lắm mà. Để mai mốt trang trí thêm cây đồ cho nó mát rồi bắt đầu hay mới bật cái thác. Còn hiện tại thì ít, cũng chưa có ít bật lắm. Đó các bạn, thì hôm nay mình quay chia sẻ với các bạn về cái đồ thả cá cho hồ chú. Thì mới đầu thì mình thả 5 con thôi, 5 con mình thích chứ không phải chú thích. 5 con mình thích đó. Các bạn thấy cái khuôn mặt nó quay không, quá trời quay luôn. Nhờ 5 con này size từ 35 trở lên tới 40 cm á. Nhưng mà có điều thả vô cái hồ các bạn thấy nhìn nó nhỏ ha, tại cá mới về thì mình thả vô thì nó sẽ có cái xu hướng là trông đi núp vô trong cái góc gì đó. Khoảng chừng một tuần sau mình sẽ cho ăn, thì lúc đó mình sẽ tập cho nó dạng người lại. Có gì mình sẽ chỉ cho chú cái cách cho ăn cho nó dạng người sau. Rồi mai mốt khi nào mà nó cái hồ nó ổn định khoảng chừng 3-4 tháng gì nữa, hoặc là có update thêm cây hay là gì đó nữa, thì mình sẽ đi xuống mình quay mình chia sẻ update lại thêm cho cả nhà cùng xem ha.
Và hiện tại thì kênh mình sắp đạt 30.000 người đăng ký rồi, nên nhớ đăng ký ủng hộ mình thêm để mình làm cái event tặng cá cho cả nhà nha. Rồi nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.